Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người bộ đôi sản phẩm của dòng Mercedes. Đó chính là lốp điều hòa của Merc C180, C200, E240, E200 và Merc GL. Riêng với dòng Merc này thì nó có thể sử dụng đắp chung cho rất là nhiều mã khác nhau. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm xịn của Denso Japan anh em nhé. Để chúng ta cùng nhìn qua này. Đó. Lốc được bắt vào với lốc máy với 3 chân. Đấy. Một chân trên, một chân dưới và một chân phía đuôi. 100% là điều khiển sự hoạt động của lốc bằng van điện tử. Đấy. Đây chính là cái van điện tử này. Đó. Lốc được lắp ghép với nhau qua 3 phần thân. Hai phần giữa, một phần giữa, một phần đuôi, một phần đầu và buli, đây chính là cái buli lai đầu lốc này. Đó, anh em nhìn. Đó. Đây là mặt bích bắt đầu co cút lốc điều hòa nhé anh em nhé. Đây là đường hạ này và đây là đường phin của nó này. Đó. Anh em mà quan tâm cần tìm hiểu hoặc hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1/319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.